CX5 mới tinh từ hãng ra, có qua bên em lên một số phụ kiện các bác nhá. Nhất là lên phim cách nhiệt này. Đây các bác có thể thấy khi mà mình dán hoàn thiện xong rồi, các bác nhìn ở ngoài và không bao giờ nhìn thấy cái không gian bên trong xe. Nhưng mà với cái phim cách nhiệt này thì các bác xem ở bên, nhìn qua tầm quan sát ở bên trong ra ngoài vẫn rất là ok nha các bác nhé. Đây và cái này là cái chỉ số phim cách nhiệt mà như kính này bên em đã dán rồi. Đây các bác có thể nhìn này, thì mình vẫn nhìn ra bên ngoài bình thường, nhưng mà khi vào bên trong này đấy, khi mà ở bên ngoài các bác nó như một cái tấm gương rồi. Đây đây là chỉ số khi mà dán phim xong này, chỉ số cách nhiệt các bác có thể thấy. Đây cái mục này là mục IR chỉ số, đây là cái chỉ số cách nhiệt nhé, ngăn cản UV này là 100% và cách nhiệt là 100% luôn, gần như là tuyệt đối luôn này. Nên là các bác ngồi trong xe các bác di chuyển đi dưới trời có thể cực kỳ là nắng nóng và mình sẽ không cảm thấy là nắng rát. Và đây tất cả những cái chi tiết nhựa đen bóng này đã được bên em dán PVF nhé. PVF cái này chống xước, khi các bác có thể cạo xước này, nó xước bề mặt ở cái mức nhẹ thì nó có thể tự phục hồi được. Và xe mới thì mình sẽ lên một cái bộ camera hành trình để trang bị cho xe này. Còn đây là anh em kỹ thuật đang chuẩn bị vào kính lái. Bác nào mà cần lên những cái phụ kiện gì cho xe của mình thì các bác có thể qua gala các bác nhé.